Điểm tin tuần trên Vĩnh Long Online ngày 7 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Bí thư tỉnh ủy tiếp xúc cử tri huyện Long Hồ và thành phố Vĩnh Long. Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Trà Ôn lần thứ 11 thành công tốt đẹp. Hai vụ tai nạn giao thông đường bộ trong 5 ngày nghỉ lễ. Thí sinh có 19 ngày đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Cảnh báo nắng nóng tiếp diễn ở khu vực Nam Bộ. Du khách đến Vĩnh Long tăng cao. Câu chuyện cảm động về người đã dám bán nhà, lấy tiền tiết kiệm để làm từ thiện. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, ngày 5 tháng 5, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long và đại biểu Trịnh Minh Bình tiếp xúc trên 300 cử tri các xã Hòa Phú, Phú Đức, Phú Quế, huyện Long Hồ và các phường 1, 2, 3, 4, 5, 8 thành phố Vĩnh Long. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông tin đến cử tri kiến nghị nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 dự kiến khai mạc ngày 22 tháng 5 và bế mạc vào ngày 23 tháng 6. Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật, xem xét các nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác. Dịp này, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến giá cả vật tư nông nghiệp, đầu ra cho nông sản, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, các chính sách đối với người có công, người cao tuổi. Thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ghi nhận các ý kiến vượt thẩm quyền để gửi đến kỳ họp sắp tới. Ông cũng mong muốn cử tri trong tỉnh cùng đồng lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, đồng thời khẳng định các chính sách dành cho người có công, an sinh, xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn là những vấn đề luôn được Quốc hội, Chính phủ, các địa phương quan tâm, chăm lo. Theo kế hoạch, trong 4 ngày, 4, 5, 6 và 13 tháng 5, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiếp xúc cử tri 29 xã phường thị trấn của 8 huyện thị thành phố trong tỉnh. Qua 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, ngày 5 tháng 5, Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Trà Ôn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có 151 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 19.841 cán bộ, hội viên trong toàn huyện. Đây là đơn vị được Hội nông dân tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội. Đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 30 ủy viên. Ông Ôn Thanh Ngân tái đắc cử làm Chủ tịch Hội nông dân huyện Trà Ôn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 24 đại biểu chính thức. Đại hội thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phát triển 20 chi hội nông dân nghề nghiệp và 60 tổ hội nông dân nghề nghiệp. 100% hội nông dân cơ sở chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ xây dựng một chi hội nông dân nghề nghiệp về liên kết hợp tác phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đồng thời vận động hội viên nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và xây dựng mới một mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiệm kỳ qua 2018-2023, Hội đã thực hiện đạt và vượt 11 trên 11 chỉ tiêu nghị quyết, các phong trào thi đua phát triển ngày càng sâu rộng, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng lên. Toàn hội có gần 52.100 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm gần 72,4% số hộ đăng ký. Trong xây dựng nông thôn mới, có 680 hội viên hiến gần 13.500 m² đất trị giá 19,8 tỷ đồng và góp 1.658 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Văn Trạch, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh lưu ý cần nghiên cứu đề xuất giải pháp cụ thể với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Có giải pháp hướng dẫn nông dân sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất liên kết theo chuỗi, ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tiêu thụ ổn định. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và tích cực xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng liên kết với các nhà khoa học, các ngành chức năng, đào tạo về kỹ năng, tay nghề, cách thức tổ chức sản xuất để nông dân thật sự làm chủ trong phát triển nông nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 4 đến 3 tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 3 người. Trong những ngày nghỉ lễ, mật độ giao thông tăng cao, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc giao thông. Khu vực bến phà Đình Khao chỉ ùn ứ buổi sáng phía bờ Vĩnh Long và buổi chiều bờ Bến Tre trong ngày 29 tháng 4. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh, huyện tuần tra kiểm soát 150 cuộc, lập biên bản 342 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 4 tháng 5, học sinh lớp 12 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến năm 2023 trên hệ thống. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 5, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên hệ thống quản lý thi. Mỗi thí sinh được trường trung học phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu truy cập. Tài khoản của thí sinh là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Thí sinh tự do có thể đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục Đào tạo quy định. Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo thí sinh trước khi đăng ký dự thi chính thức cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi. Những điểm nào chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký để được hướng dẫn đầy đủ, tránh sai sót không đáng có. Trong hơn tháng qua, nắng nóng tại khu vực Nam Bộ và Vĩnh Long nói riêng diễn ra khá gay gắt. Nhiệt độ tăng cao đã gây không ít khó khăn cho sinh hoạt cũng như sức khỏe người dân. Cụ thể tại Vĩnh Long, theo Đài khí tượng Thủy văn, trong khoảng từ 12 đến 14 giờ hàng ngày, nhiệt độ trung bình từ 35 đến 36 độ C. Cá biệt, chiều ngày 3 tháng 5, nhiệt độ cao nhất lên đến 36,8 độ C, được xem là đỉnh điểm nắng nóng trong nhiều ngày qua. Dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục trong những ngày tới, trong khi độ ẩm tương đối thấp từ 45 đến 55%. Điều này có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đài khí tượng Thủy văn dự báo trong khoảng từ ngày 10 đến 20 tháng 5 sẽ có mưa, bắt đầu sớm ở các tỉnh ven biển phía Tây Nam, sau đó lan rộng ra toàn Nam Bộ. Đặc trưng của mùa mưa năm nay là ngày nắng gián đoạn, trưa chiều trời chuyển và có mưa về chiều tối. Tuy nhiên trong tháng vẫn tiếp tục có những ngày nắng nóng với mức nhiệt 35 đến 36 độ C. Đài khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết, mặc quần áo rộng thoáng mát, uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, cần bố trí giờ giấc làm việc phù hợp để tránh tiếp xúc lâu với nắng nóng tăng cao. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, Vĩnh Long đón hơn 70.000 lượt du khách trong và ngoài nước, tăng gần 20.000 lượt so với cùng kỳ năm 2022. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại bến tàu khách Vĩnh Long khi du khách chuẩn bị rời bến tham quan các điểm du lịch thuộc xã Cù Lao của huyện Long Hồ. Các điểm tham quan du lịch như khu du lịch Vinh Sang, nhà dừa Coco Home và các điểm tham quan vườn cây ăn trái cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo để phục vụ khách du lịch dịp này. Lượng khách đến Vinh Sang khá là đông so với năm rồi. Khu du lịch Vinh Sang có thuê thêm bộ phận công nhật để mình phục vụ cho nó đủ sức khách du lịch. Ngoài ra thì cũng khu du lịch Vinh Sang thì cũng có tổ chức để mà huấn luyện cho các bạn nhân viên phục vụ khách tốt nhất bằng cách là mình vui vẻ niềm nở đến với khách. Bên cạnh đó thì bến cảng hành khách Vĩnh Long có khai trương để mà tạo cái việc thuận lợi cho khách đến du lịch Vĩnh Long, thì khu du lịch Vinh Sang cũng bố trí nhân viên bên đó để trực để mà tư vấn cho khách, để tạo cái cho khách cái cảm giác là đi đến Vinh Sang nó được thân thiện và nó cũng dễ dàng hơn. Năm nay thì lượng khách rất là đông hơn mỗi năm nữa. Chúng tôi rất là chuẩn bị thật là chu đáo để tiếp khách ha. Thì mỗi một ngày khoảng trên 300 lượt khách quên hết chỗ ngồi luôn. Thì với cái lượt khách như vậy thì chúng tôi cũng cố gắng để phục vụ làm sao cho tốt, để vui lòng khách đến và lòng khách đi. Đây là lần thứ hai chị đến Coco Home nhà dừa này, bởi vì có hai ông anh ở nước ngoài về đó, rồi muốn giới thiệu hai ông anh đến đây để tham quan nhà dừa, đồng thời ăn những thức ăn ở đây rất là ngon, rẻ và an toàn thực phẩm. Ở đây nó có cái phong cảnh đẹp, tất cả đều làm bằng dừa. Cái chén ăn cũng bằng dừa, rất là xinh, rất là dễ thương. Rồi cái nhà từ cây cột cho tới mái, cho tới tất cả những gì bằng dừa, cảm thấy rất là lạ. Cho nên là dẫn hai ông anh ở nước ngoài về để hai ông anh biết rằng quê hương Việt Nam đã có những cái thành quả như vậy á. Thì đây là một tín hiệu rất là mừng, thấy cho thấy được cái dấu hiệu phục hồi của ngành du lịch.
Thì chúng tôi cũng nhận định thì cái nguyên nhân để đạt được kết quả như trên đó là gồm có những nguyên nhân như sau. Là các cái doanh nghiệp còn hưởng rất là tích cực khi mà chúng ta chuẩn bị để đón khách, thì các doanh nghiệp cũng đã có sự chỉnh trang lại cơ sở vật chất. Đồng thời qua cái nhắc nhở của sở thì cũng đã quan tâm vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như vấn đề môi trường. Và đặc biệt là có nhiều cái cơ sở du lịch cũng có bên cạnh việc chỉnh trang thì có xây dựng thêm những cái tiểu cảnh để chụp hình cho du khách. Thì tôi nghĩ qua công tác quảng bá đó là giúp cho du khách thấy được là công tác chuẩn bị khá chu đáo, dẫn đến là du khách có niềm tin thì đến với cái du lịch của Vĩnh Long chúng ta. Tôi muốn một món quà gì đó để tặng cho quê hương nói chung và cho bà con của mình ở xứ Ba Chùa và Thường Nhân này. Thì không có gì khác là tôi nghĩ là chỉ có làm đường và làm cầu trong lúc là đang xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới thì đó là thiết thực nhất. Cho nên tôi mới nghĩ ra cách là bàn với chính quyền địa phương cho tôi được làm đường và cầu ở cái địa phương này. Thì được sự chấp nhận của Ủy ban Nhân dân xã Nhân Bình này thì tôi mới tiến hành làm con cây cầu trước tiên, rồi hai đường dẫn hai bên. Bởi vì trong quá trình làm cái cầu này tôi nghiên cứu kỹ lắm, tôi đi các nơi để tôi tham khảo cái cầu người ta làm sao dễ để mình làm cái cầu của mình phải đẹp và chắc hơn. Cho nên chú thấy tôi trang trí cầu này là đâu có ai mà làm cái trang trí cầu như vậy đâu. Còn con đường mà từ chỗ cái đường dẫn này đến trên Kinh Sáng á, là sau này tôi mới liên hệ lại gì là ủy ban xã với ủy ban huyện muốn làm con đường đó nhưng mà chưa có điều kiện làm. Cho nên tôi thấy là để phát huy cái cầu này cho nên làm thêm con đường đó thì nó có ý nghĩa hơn, cho nên tôi quyết tâm tôi làm nối dài cái đường này lên đến trên đó, tổng cái chiều dài nó là 1.400 mét. Làm đường này là trước tiên là phải có nguồn tiền, mà nguồn tiền đâu phải tự nhiên mà mình có sẵn trong két trong nhà đâu, nó phải xây sở. Mà xây sở ở đây thì cụ thể là bán nhà, thì tôi bán cái nhà được ở nhà rồi là gom tiền lại gửi ngân hàng. Nói chung là nguồn tiền của tôi là từ một là bán nhà, thứ hai là lâu nay là tôi tiết kiệm được bao nhiêu. Mỗi ngày tôi dùng tiền lương tôi trên dưới 10 triệu, mỗi tháng tôi dùng chưa đầy 3 triệu. Cho nên có nhiều tôi gom góp lại, tôi để 13 năm sau, tức đến năm nay tôi cũng gom góp, tôi thấy đủ tiền rồi, tôi thấy phải đóng góp quê hương, cho nên tôi về để bàn xin ý kiến ủy ban cho tôi được đóng góp. Thông qua con đường này, thông qua cử chỉ hành động của tôi mong muốn là làm sao mình kết nối được cái bà con với nhau, nghĩa là giữ được cái tình làng nghĩa xóm như hồi xưa. Bác Dương Nhân Minh là một cái tấm gương sáng, là một người đảng viên rất là nhiệt huyết, dù ở tuổi đời 82 tuổi, 60 năm tuổi đảng. Nhưng mà với sức của chú thì chú cũng đã đóng góp rất là nhiều cho địa phương về công tác an sinh xã hội, làm cầu, xây đường cũng như là hỗ trợ nhiều về những cái hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một tấm gương sáng và là một cái bầu nhiệt huyết để có thể tuyên truyền cho thế hệ trẻ có thể theo noi theo để học tập theo bác.